Để xây dựng ngành công nghiệp vi điện tử của riêng mình, bạn sẽ phải thực hiện một cuộc cách mạng công nghệ. Công ty Hà Lan ASM Lithography, nơi sản xuất máy in quang khắc tiên tiến nhất trên thế giới, đã bị Hoa Kỳ cấm bán sản phẩm cho Trung Quốc. Chưa kể đến là Nga. Bạn chỉ có thể mua những thiết bị đã qua sử dụng từ 10 tới 15 năm tuổi. Có lệnh cấm cung cấp cho Nga và Trung Quốc các bộ vi xử lý đồ họa tiên tiến từ Nvidia của Mỹ được sử dụng để chế tạo siêu máy tính. Nga dự định tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới về chip. Hiện tại, ở Nga, có thể sản xuất chip có cấu trúc liên kết ít nhất là 65 nanomet, trong khi hãng TSMC của Đài Loan đã làm chủ được quy trình 5 nanomet. Không có thảm họa chiến lược nào ở đây, vì chip cho tên lửa và các thiết bị quân sự khác có thể được chế tạo ở mức 100-150 nanomet. Nhưng trong các ngành công nghiệp khác không thể thiếu chất bán dẫn hiện đại. Chúng ta đang nói về siêu máy tính, việc thu nhỏ hơn nữa các thiết bị nhìn đêm và lĩnh vực dân sự vô tận. Cuối cùng, Nga sẽ phải phát triển ngành công nghiệp máy bay và không có cách nào thực hiện mà không có chất bán dẫn đẳng cấp thế giới của riêng mình. Một chương trình phát triển xe không người lái đầy tham vọng cũng sẽ không thể thực hiện nếu không có những con chip hiện đại. Một nhà máy sản xuất chip cấu trúc liên kết 28 nanomet đang được xây dựng ở Zelenograd và doanh nghiệp Micron được vay 7 tỷ rúp để mở rộng sản xuất. Ngoài ra, trung tâm công nghệ nano Zelenograd đang phát triển gói thầu trị giá 5,7 tỷ cho máy quang khắc 130 nanomet. Gần 1 tỷ rúp đã được phân bổ cho một cỗ máy có cấu trúc liên kết 350 nanomet. Công nghệ tất nhiên là đã lỗi thời, nhưng chúng hoàn toàn được nội địa hóa. Nga hiện có khả năng sản xuất chip 65 nanomet trên thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng đặt mua trước đó. Nikon của Nhật và ASM Lithography của Hà Lan. Chính phủ cũng đã nghĩ đến việc đào tạo nhân sự. 5 tỷ rúp được phân bổ để xây dựng một mạng lưới các địa điểm thử nghiệm để thử nghiệm quá trình sản xuất chip. Sự quan tâm của chính phủ đối với vấn đề vi điện tử trong nước chắc chắn đáng được tôn trọng. Nhưng không có cách nào xung quanh điều này mà không có sự hoài nghi. Năm 2015, Trung Quốc đã công bố khái niệm Made in China 2025. Và theo đó, đến năm 2025, nước này sẽ tự đáp ứng hơn 70% nhu cầu bán dẫn trong nước. Nhưng đến năm 2022, con số đó chỉ là 16% và dự án thất bại. Đồng thời, bất chấp mọi khó khăn, Trung Quốc luôn ở vị trí thuận lợi hơn nhiều so với Nga. Làm thế nào đến nay có thể thực hiện một dự án đầy tham vọng không kém ở Nga là một câu hỏi mở. Rủi ro đối với chương trình không chỉ giới hạn ở mức độ phức tạp duy nhất của sản phẩm được tạo ra, có thể phân bổ hàng trăm tỷ rúp cho các chương trình ưu tiên, nhưng không dễ tìm được các chuyên gia có trình độ cao. Việc tạo ra chất bán dẫn đẳng cấp thế giới đòi hỏi công sức của hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn kỹ sư và nhà khoa học, và không phải từ một viện hay văn phòng thiết kế, mà từ một tập đoàn. Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã nghiên cứu về máy quang khắc EUV từ lâu và khá thành công, nhưng ngay cả khi các nhà khoa học quản lý để tạo ra một máy in quang khắc trong nước, các kỹ sư phải tổ chức quy trình sản xuất hàng loạt, đồng thời xây dựng và vận hành các nhà máy. Thật không may, phần lớn các phát triển trong nước từ thời Liên Xô đã trở thành nạn nhân của một mô hình có thể là phát triển một nguyên mẫu hoạt động hoàn hảo, nhưng lại thất bại trong quá trình sản xuất hàng loạt. Một ví dụ khác là Ấn Độ khi quyết định tổ chức sản xuất vi mạch trong nước. Foxconn của Đài Loan đã được chào mời cho việc này, nhưng kết quả là đối tác Đài Loan bỏ hẳn dự án. Có rất nhiều lý do, nhưng lý do chính là ở Ấn Độ, họ không thể tìm được nhân viên có trình độ cao để sản xuất. Tất nhiên so sánh Nga và Ấn Độ là không chính xác, nhưng chúng ta cũng có tình trạng này. Tháng 7 năm 2023, tờ Kommersant cho biết 42% doanh nghiệp công nghiệp gặp phải tình trạng thiếu lao động có chuyên môn. Công ty Kronstadt sản xuất máy bay không người lái không thể tìm thấy công nhân trong 9 chuyên ngành cùng một lúc. Trong đó, những người chủ chốt là kỹ sư vận hành và thử nghiệm, kỹ sư quy trình, thợ lắp ráp máy bay và thợ lắp đặt thiết bị điện. Do đó, câu hỏi đặt ra là lấy công nhân ở đâu cho các nhà máy sản xuất vi mạch trong tương lai? Một nửa giải pháp cho vấn đề là thừa nhận rằng vấn đề đó tồn tại để giải quyết nửa sau của vấn đề. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.